Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn các anh em theo chương trình này góp từ token có hiệu là SUSD, một token này Listener Uniswap các anh em. Để tham gia dự án quản lý phần link mô tả chatbot nè. Thường thì làm những dự án này các bạn nói thì cậu ăn may thôi các bạn, chứ mình không có hy vọng người ta các bạn. Mình có nói trước chứ các bạn chơi chỉ gần lúc vui thôi. Có những dự án trượng nữa. Nhưng những dự án tiền lớn thế này ai đâu mà cho không mà các bạn ơi. Đã đi vậy hết. AF tàn về những tốc cần gác không các bạn ơi, hiếm lắm mới về được một hai con tốc cần có giá trị. Phục trai sai KZ F làm thì làm chơi để buồn thôi. C về tốc cần gác các bạn chờ nó lên giá thì các bạn cũng bán cũng ngon buồn. Này có sai dự án đó nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nha. Rồi bạn bấm vào continue để chatbot. Rồi, là nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh các bạn join kênh thứ hai đó các bạn. Nó join chút xíu các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi. Còn rồi quên các bạn. Những tốc cần ở trên sàn mình trên kênh của mình nào có về thì nữa có bán thì mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn các bạn. Rồi theo quên thì các bạn theo dõi các bạn. Để mình xuống mình lướt xuống mình check xem tin các bạn. Rồi các bạn like nó các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào cơm lát. Con này rồi các bạn mở địa chỉ với ETH với ERC20 các bạn bắt ra các bạn. Sao con này nó không có kêu mình điền username gì ta? Chắc điền sao quá. Làm gì mà không lấy. Lấy cái ID. Lấy cái ID Telegram được thôi chứ làm gì mà lấy cái ID được thôi ơi. Rồi bạn sao chép các bạn. Rồi bạn gửi các bạn. You enter the world. Rõ ràng không các bạn? Các bạn điền username the world của mình nhờ các bạn. Trời ơi. Tan ba người bạn nữa. Nãy sao nó không nói. Trời ơi. Còn win. Chơi này là hết kín. You win. Bin bè bè nét. Tan ba người bạn nữa. Rồi mình tan sao các bạn? Các bạn bấm vào một balance để check số cần các bạn. Rồi các bạn, đây thì mình đã nhận được UHEL 1500 tốc cần có hiệu là XUSD nha các bạn. Đây là link giáp của tất cả các bạn nha các bạn. Bây giờ các bạn nhấp vào một theo word, các bạn chỉnh sửa, các bạn tăng vô nó cho ba người bạn đấy các bạn ơi. Cho yêu cầu theo cậu đi. Nãy nó không nói. Bạn ấy lên đi. Bạn test lại nha các bạn. Rồi bạn bấm vào đi test chữ comment nha các bạn. Cho nó kiểm tra các bạn ơi. Cộng VS nó cộng tan vỏ. Rồi bạn test lại. Vậy video mình kết thúc nha. Những video clip tiếp theo từ mình và mình có thông báo là các bạn làm những các bạn còn cố gắng đợi.